Hello, con chào bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Săn Ma TV cái nhà. Thì cái nhà thì hiện tại bây giờ con đang ở trong ngôi nhà Ton. Thì nơi đây chính là nơi mà con đang thờ cúng ông tiên cũng như là Thí An đang ở đây. Thì thời gian qua thì cô chú anh chị xem cũng đã thấy và chắc có lẽ cô chú anh chị có nhiều người rất là thắc mắc vì sao. Và vì sao lại như trường hợp mà Tú cần Thí An xuất hiện để giúp hay hoặc là tiên ông xuất hiện để giúp thì không được sự giúp đỡ, hoặc như là tiên ông và Thí An không hề xuất hiện. Thì hôm nay thứ nhất là Tú trở lại đây là để điều thứ nhất là để tìm hiểu xem vì sao tiên ông và Thí An lại không xuất hiện giúp đỡ trong những lúc mà Tú cần. Và thứ hai là hôm nay đến thì có đem một số quần áo giấy với giày bằng giấy của người anh ở thành phố Hồ Chí Minh gửi xuống đây để mà nhờ Tú đốt cho tiên ông. Và điều thứ ba, Tú trở về đây là để nhờ tiên ông đến gốc cây mít ở một cái chòm mộ ngoài giữa ruộng, mà cái nơi mà đôi vợ chồng đại tướng quân đó đang bị người ông thầy thờ nào đó yểm đó nha, và đến bây giờ vẫn còn ở cái vị trí đó. Thì hôm nay đến đây thì lúc nãy tôi cứ chuẩn bị vào đây là ở tập trước cái nhà mình xem bên kênh Sema Vlog đó, thì tôi đã bắt con quỷ kia rồi. Thì mình cũng sợ là quỷ khác nó sẽ vào ngôi nhà này, bảo như là sẽ làm phiền đến tiên ông khi mà mỗi lần mình đến đây cúng kiến cho ông. Thì khi mình vào thì hầu như không nghe tiếng động tịnh và cũng như là không có thấy vong linh bị dựng nào xuất hiện khu vực này. Thì bởi vậy Tú mới phẳng vào nhà và Tú ngồi để chào cả nhà luôn. Chứ bình thường nếu mà Tú đến đây mà Tú nghe có tiếng động hoặc là cảm nhận được có điều gì bất thường trong ngôi nhà thì Tú sẽ ngồi bên ngoài Tú chào và sẽ đi vào từ từ và xem có mình hay không. Đó. Thì mấy hôm nay mình không hiểu vì sao mà tiên ông không xuất hiện cả nhà. Một điều rất là lạ, và cũng như Thí An đó, cái nhà biết rồi, từ lúc mà Thí An đi theo tiên ông rồi đó là không còn xuất hiện thường xuyên như trước nữa. Và thậm chí là hầu như là mỗi lần mình đến đây thì mình cúng kiến và cho tiên ông và cầu khấn tiên ông về Thí An xuất hiện thì mới có xuất hiện, chứ ngoài ra không xuất hiện nhiều. Thì cũng như chắc lẽ theo tôi nghĩ, chắc lẽ giống như trước đây mà tôi đã từng nói là tiên ông theo giúp đỡ mình, nhưng mà ở đây là vào những tình huống mà nguy cấp và khó khăn thật sự thì tiên ông và Thí An mới có thể xuất hiện. Còn nếu mà trường hợp mà chuyện bình thường mà lúc nào cũng xuất hiện hết thì đâm ra là giống như là tú đang ỷ quá vào tiên ông và Thí An. Thì như vậy sau này mà nếu sau này cái trường hợp sau này mà tiên ông Thí An không xuất hiện nữa thì Tú sẽ không làm được nữa. Đó. Thì do điều đó chắc mình nghĩ tiên ông Thí An không xuất hiện là do điều đó, là giống như là muốn cho mình tự giúp đỡ và tự làm, tự như là tự giúp đỡ các hương linh bằng cái cách của mình đó, chứ không lúc nào phải xuất hiện hết. Thì chút nữa mình sẽ cúng kiến và đốt những cái món đồ mà của người anh kia gửi, và cũng như là coi thử hôm nay tiên ông và Thí An có xuất hiện hay không. Thì hôm trước thì mình nghe tiên ông nói là dẫn Thí An đi chơi, dẫn Thí An đi đâu đó, nhưng mà đi đâu đó thì mình không có hỏi kỹ, thì cũng chưa biết như thế nào. Thì hôm nay trở lại thì hy vọng sẽ có câu trả lời cũng như câu cho chú anh chị mình ha. Thì cả nhà thì bây giờ chắc lẽ mình sẽ đến bàn thờ, mình đặt cam cho ngay ngắn và đó mình sẽ bài biện cúng kiến nha, và xem thử hôm nay như thế nào. Và trước khi vào video hôm nay, ông bà cô chú anh chị đang xem video mà ai chưa nhấn vào đăng ký kênh để mà theo dõi những video mới ở kênh, cũng như là bật chuông lên để nhận thông báo mới nhất ở kênh, thì cả nhà hãy nhấn vào nút đăng ký. Còn anh chị nào muốn chia sẻ cho bạn bè cùng xem thì hãy chia sẻ. Còn nếu mà anh chị nào yêu quý muốn động viên tinh thần thì hãy vào nhấn nút like. Và cũng như là có thắc mắc gì, cái nhà cứ việc comment
phía dưới nha, phòng lận. Thì ok, bây giờ mở mặt của chú anh chị, các bạn cùng con đi đến đó cúng kiến cái nhà. Cái nhà ấy, thì bây giờ đã sắp xếp sẵn hết rồi, thì cô chuẩn bị một dĩa trái cây, thì bông hoa cả nhà. Từ hôm trước đến nay cũng con nghĩ cũng lâu rồi mà sao mà bông vẫn còn tươi nữa nha, thấy nhà thấy không? Mà tại vì do là ở trong đây ban ngày chắc lại nó nóng đó, nên bông nó héo. Thì ở đây nè, nó cái này là đáng lẽ ra Tú sẽ không lấy những đồ này, tại vì cái này á, là chỉ đốt cho vong thôi, chứ tiên ông nào nhận cái này. Nếu mình đốt lại cho ông giống như hối lộ mà, cứ để đi, ta lỡ lấy ra rồi. Còn đây nè, đây là đôi giày, mình nhìn giống như nữ. Thấy nữ không biết. Đây là của một người anh gửi cho mình cúng dường tiên âm cái nhà. Và đây thì có hai bộ đồ giấy. Hai bộ đồ giấy. Thì chút lát mình sẽ đốt luôn. Hôm nay thứ nhất thì mình cúng đây á, là coi có quỷ nào xuất hiện hay không. Và thứ hai nữa là những điều mình nãy giờ mà đã nói của chú anh chị đó. Chân em bị lỏng nó ngã. Ở trong nhà này mà giờ đốt chắc khói mịt mù lắm cả nhà ơi. Không biết làm sao đây. Đây là cái áo nè. Cái áo để dùng đốt nguyên cái vậy luôn chứ không có bung được. Còn đây chắc là cái quần. Một quần nữa nha. Chắc lại quần này chưa có mai. Chưa có mai vậy. Nó hai mảnh. Nên mình cũng đốt luôn. Bây giờ để mình đến đó mình mở cửa sau đi cho gió thoáng cái nhà. Cứ quá trình nó hầm bãi lại nó không có thoáng gió được thì Mô Di Phật. Thì con giờ con xin đốt những cái món này cho ông. Thì đây tấm lòng của một người anh, cũng như là con sẽ đốt luôn những cái gì anh ta muốn nói trong này.
Để cho ông nhận được ha. Tại vì cái đồ đốt mình nhỏ để cốp lại. Để nóng quá. Hy vọng là con đốt những thứ này thì ông nhận được. Ủa. Cái đồ này là bằng đồ giấy, nhìn cũng khá bằng giấy cứng nữa cả nhà. Mình đốt nó khó cháy hơn. Thì giờ chắc là tôi sẽ đốt một bộ nữa nha, để coi coi ông tiên xuất hiện có nhận được không, thì lúc đó mình sẽ đốt thêm. Chứ tại vì sao, tại cái đồ này thì tôi sợ là những đồ này chỉ đốt cho vong linh thôi, chứ tiên ông thì sợ ông không nhận được những thứ này. Thôi bây giờ mình sẽ để lại một bộ nữa nha. Mô Di Phật, thì con hôm nay đến đây bàn thờ ông, thì con cũng có cúng ít hoa quả nhang và đốt trong ít đồ. Thì bây giờ ông có ở đây thì ông đến hưởng và cũng như là xuất hiện hưởng và thí an nha. Mô Di Phật. Thì cái nhà bây giờ mình sẽ tạm ra ngoài xíu nha.
Ông ăn đi. Ê, có cái gì trên đó kìa ông? Chắc là sư phụ mua đồ cho ông đó. Con không biết nữa. Dạ. Thôi, bây giờ ông đi chưa có hết nha.
tám tay cái mũi đại hạnh để đi siêu hết rồi đó. Dạ con cũng muốn đi. Cứ nói vậy với thầy con nha. À. Dạ có. Con muốn nói lời cảm ơn đến thầy. Thì đã giúp con tích đức để đi siêu hốt. Sẵn đây con cũng cảm ơn ông luôn. Ông dẫn con đi khám phá tùm lum hết trơn. Vui quá. Giờ con đi. Dạ bỏ rồi. Ba rồi. Mời như Phật, nghe nhà. Gì đây? Quỷ ăn hả? Từ từ. Có quỷ ra ăn thế ta? Nam mô Phật, thì về phương vào đây chứ nha, đợi Thiên Âm và Thí An xuất hiện. Thì ông ơi, thì hiện tại con đang ở đây, thì hôm nay con đến đây thì có một số điều là muốn hỏi ông. Thì ông có ở gần đây thì ông xuất hiện cho con được gặp và hỏi một số điều. Chào ông. Ủa sao hôm nay ông có mình vậy? Thí An đâu? Ông cho Thí An đi đầu thai cũng khác rồi hả? Ngồi vậy Phật. Vậy Thí An đi giỏi không? Đi lúc nào ạ? À? Ông mới cho đi lúc nãy luôn. Vì con chưa kịp gặp được Thí An nữa. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm biết tiếng em những ngày qua. Dạ. Chúc cho con khỏe. Dạ. Vậy Thí An đi rồi. Thì nói chung Thí An đi thì cũng nửa buồn nửa vui. Vui là một điều là Thí An ở đây có thể chuyển kiếp thành con người khác. Điều thứ hai thì từ đây về sau thì con sẽ đi một mình, không còn Thí An bên cạnh nữa. Thì... Dạ đúng rồi. Những đồ này trong cái năm đốt của ta không có nhận được. Ông không nhận được những đồ này. Ủa sao vậy ông? Đây là đồ của người âm. À. Ta không có nhận được. Dạ, đây là đồ người âm ông. Dạ. Dạ. Thì đây là cũng như là có người anh có tấm lòng muốn cúng dường cho ông. Nhưng mà con thì con không biết.
Nói chung thì người ta gửi cho con cúng cho ông thì con đốt cho ông vậy đó. Nhưng con không biết, như vậy là những cái đồ này ông không nhận được. Thì sẵn đây con có một số điều muốn hỏi ông. Là điều thứ nhất, vì sao thời gian qua con đi giúp vong linh nơi này nơi kia mà không thấy ông và Thí An xuất hiện giúp đỡ? Dạ. 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 Một điều thứ hai nữa con muốn hỏi ông là ở một có một nơi là có một đôi vợ chồng mà thời 1000 năm về trước là cũng là tướng quân phu nhân gì đó mà bị người ta hãm hại rồi yểm chôn cắt rồi yểm ở dưới lòng đất và đến nay thành quỷ không đi thoát được, thì không biết con có thể nhờ ông đến giúp đỡ được hay không? Dạ. Thì bây giờ trong nhà này hiện tại giờ là ông có thấy vong nào nữa không ông? Có á. Kẻ nó ăn cái bơm kìa. Ủa Thí An hả? Dạ. Con chào ông nha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cả nhà ơi, thì tự nhiên bất ngờ là ông nói là đưa Thí An đi giải thoát rồi. Và thời gian qua thì ông có dẫn Thí An đi về cõi trời, đi về những nơi mà giống như là có kinh giảng để mà nghe kinh pháp và để có đủ cái đạo hạnh để mà đi giải thoát đó cả nhà. Thì chắc có lẽ là Thí An đã đi và sẽ không bị đọa địa ngục đâu. Và chắc phải đi một mạch tới đường siêu thoát luôn. Thì đến đây thì chắc có lẽ con xin phép đâu lại và cảm ơn bà chú đã chăm sóc rất là nhiều. Thì chắc là từ đây vì sao con sẽ đi một mình và Thí An chắc sẽ không xuất hiện nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào cả nhà, chúc cả nhà phải đầy phúc nhớ nha. Bye bye cả nhà.